Con trai đăng ảnh du lịch với nghệ sĩ Hoài Linh ở Mỹ. Nghệ sĩ Hoài Linh cùng con trai Võ Lê Thành Vinh hiện tận hưởng thời gian nghỉ ngơi tại một tiểu bang ở Mỹ. Trên trang cá nhân, Võ Lê Thành Vinh chia sẻ hình ảnh cùng nghệ sĩ Hoài Linh du lịch ở thành phố Salt Lake của Mỹ. Đi máy bay ngồi kế ai vậy nhỉ, cảm giác thật ấm cúng, Võ Lê Thành Vinh viết. Đây là dịp hiếm hoi hai cha con dành thời gian cho nhau. Nhiều cư dân mạng nhận xét nghệ sĩ Hoài Linh trẻ trung hơn với trang phục phong cách thể thao. Nghệ sĩ Hoài Linh từng nói về những người con nuôi hoạt động trong ngành nghệ thuật, tuy nhiên xấu bảnh, hiếm khi nói về con trai ruột. Trong một lần biểu diễn ở Nhật Bản, anh tâm sự của một con trai sinh năm 1990. Con trai nghệ sĩ Hoài Linh tiết lộ, họ đáp máy bay tới đây từ hôm 26 tháng 5. Cùng đi với cha con anh còn có diễn viên Hứa Minh Đạt. Chia sẻ với báo, con trai nghệ sĩ Hoài Linh cho biết chưa bao giờ có ý định bước vào showbiz. Anh cho rằng, con đường nghệ thuật không phải ai muốn cũng được, đó là phước phần của từng người. Gần đây anh bắt đầu thử sức thêm ở lĩnh vực nhiếp ảnh. Hình ảnh Hoài Linh bên con trai vào năm 2017. Võ Lê Thành Vinh tốt nghiệp Đại học Texas vào tháng 12-2018. Anh hiện là kỹ sư của hãng hàng không American Airlines. Trên trang cá nhân, con trai nghệ sĩ Hoài Linh thường chia sẻ về những kiến thức cơ bản liên quan đến hàng không. Thời gian qua, Thành Vinh thường xuyên đi về giữa Việt Nam và Mỹ. Anh còn tham gia chương trình Nhanh Như Chớp với tư cách khách mời. Anh kể điều anh tự hào nhất về bản thân là chưa bao giờ để cha phải buồn phiền vì mình. Hứng gạch đá vì nói xấu Lý Nhã Kỳ, Quách Ngọc Ngoan tiếp tục có hành động mà dân mạng đánh giá là hèn. Mặc dù Lý Nhã Kỳ không hề đá động đến Quách Ngọc Ngoan, song nam diễn viên lại hùa cùng với Vũ Khắc Tiệp để nói xấu nữ diễn viên này. Câu chuyện ồn ào bắt nguồn từ chiếc đầm xuyên thấu của Ngọc Trinh tại Canet bất ngờ tiếp tục làm dậy sóng dư luận. Tuy nhiên hiện tại chiếc đầm có cũng như không của chân dài gốc Trà Vinh không còn được chú ý nữa, thay vào đó là cuộc khẩu chiến giữa những người có chút liên quan. Cụ thể sau khi Lý Nhã Kỳ, một mỹ nhân từng nhiều năm xuất hiện lộng lẫy trên thảm đỏ Canet, bất ngờ có những chia sẻ về việc nghệ sĩ bỏ tiền để được xuất hiện tại liên hoan phim này đã khiến Vũ Khắc Tiệp và những người bạn cảm thấy không vui. Ngay lập tức, ông bầu người Nam Định cũng dành những lời sau cây, ẩn ý, đã xéo cô bạn tần thân Lý Nhã Kỳ trên mạng xã hội. Hùa theo sự việc này, Quách Ngọc Ngoan cũng có nhiều bình luận nói xấu nữ diễn viên sinh năm 1982. Bình thường không liên quan, chả ai đụng tới chị, đằng này cứ sân si với đàn em trong khi nhàn là người xấu nhất trong các loài xấu. Mà có làm gì cho đời đâu, đi từ thiện cũng loanh quanh vài xu rồi chụp hình gửi báo. Ngọc Trinh từ thiện mỗi tháng cả trăm triệu có thấy nói gì đâu. Ừ, tên nhàn mà, đến cái tên còn giả thì chả có cái gì là thật, bán kim cương đồng hồ cũng chả bán được cho ai, ngoài đi ép các doanh nghiệp phải mua vì. Quách Ngọc Ngoan chỉ để lại những bài đăng liên quan đến Phượng Channel, đồng thời khóa bình luận trên trang cá nhân. Trên khắp các diễn đàn mạng xã hội chuyên bàn về showbiz, khán giả tiếp tục chỉ trích Vũ Khắc Tiệp và Quách Ngọc Ngoan. Dân mạng đánh giá hành động của Quách Ngọc Ngoan là hèn. Trước sự phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng, Quách Ngọc Ngoan đã phải xóa bài đăng nói xấu Lý Nhã Kỳ, cũng như khóa phần bình luận trên Facebook của mình. Hành động này của nam diễn viên lôi báo tiếp tục bị cư dân mạng đánh giá là hèn. Lâu lắm mới lên truyền hình, Mai Phương Thúy gây kinh ngạc với vóc dáng đồ sộ bằng ba người cộng lại. Có thể thấy bờ vai và cánh tay của Mai Phương Thúy lực lưỡng, ngang ngửa cánh mày râu, thậm chí đàn áp đàn anh Huy Khánh ngồi cạnh. Ngay sau khi tập 6 Người Ấy Là Ai mùa 2 khép lại, ban tổ chức chương trình đã nhá hàng dàn cố vấn sẽ xuất hiện trong tập 7. Khá bất ngờ, trên ghế nóng có sự hiện diện của Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy. Trước đó, người đẹp họ Mai đã giã từ showbiz được khoảng 4 năm. Kể từ ngày khăn gói ra đi, cô rất hiếm khi góp mặt tại các sự kiện cũng như game show truyền hình. Mai Phương Thúy bất ngờ trở thành cố vấn Người Ấy Là Ai. Trong lần hiếm hoi xuất hiện công khai, Mai Phương Thúy diện chiếc đầm cổ yếm bó sát cơ thể. Tuy nhiên, chiếc đầm đỏ rực không giúp cô khoe được vẻ đẹp gợi cảm, ngược lại còn để lộ thân hình phát tướng khiến khán giả hoang mang. Có thể thấy bờ vai và cánh tay của Hoa hậu lực lưỡng ngang ngửa cánh mày râu, thậm chí đàn áp đàn anh Huy Khánh ngồi cạnh. Chia sẻ hình ảnh của chính mình trên mạng xã hội, Mai Phương Thúy cũng hài hước tự thú, chợt nhận ra bạn to bằng ba người kia gộp lại. Mai Phương Thúy tự thấy vóc dáng của mình bằng Hương Giang, Bảo Thy và Huy Khánh cộng lại. Có thể thấy Hoa hậu tăng cương khá nhiều so với thời điểm mình hạt xương Mai. Thậm chí thân hình của Mai Phương Thúy còn đô không kém đàn anh Huy Khánh. Cận cảnh vóc dáng phát tướng của Hoa hậu trên sóng truyền hình. Đây không phải lần đầu tiên Mai Phương Thúy ca thán chuyện cân nặng của mình trên mạng xã hội. Trước đó không lâu,
Cựu Hoa hậu Việt Nam cũng bàng hoàng chia sẻ việc tăng cân mất kiểm soát, đỉnh điểm là lên tới 70kg do ăn quá nhiều mì gói, nghĩa là so với thời điểm mới đăng quang, cô tăng thêm tới 10kg. Mai Phương Thúy đang phải đối diện tình trạng tăng cân. Vì tăng cân nên vòng 3 của Hoa hậu cũng trổ hoa. Béo quá vòng 1 lên tầng 95 bắp tay to sụ, Hoa hậu cũng tự thú nhận. Ngọc Trinh đi Cannes chụp ảnh toàn dính người, nhìn sang Lý Nhã Kỳ chắc khóc thét, đẳng cấp phải khác. Ngọc Trinh tưởng rằng xuất hiện càng nhiều người, cô trong các bức ảnh là tốt, nhưng không phải vậy. Vốn dĩ không phải là khách mời của thảm đỏ Cannes danh giá, nên Ngọc Trinh phải chụp hình với cả tá người bên cạnh là điều dễ hiểu. Chẳng khoảnh khắc nào nữ hoàng nội y có cơ hội tỏa sáng một mình, dù đã diện bộ đồ gây sốc. Với background, tạp nham lộn xộn thế này, nói Ngọc Trinh chỉ là một nhân vật vô danh tiểu tốt cũng chẳng sai. Càng đông người, nhìn mình càng tốt. Không, tất cả chỉ nói lên một điều rằng Ngọc Trinh chả có tí quyền lực thảm đỏ nào. Các bức hình của cô đều được khuyến mãi thêm một đoàn người phía sau. Còn Lý Nhã Kỳ thì sao? Hãy nhìn đẳng cấp của một khách VIP, một nhà tài trợ là thế này đây. Thảm đỏ được dọn sạch bóng để cựu đại sứ du lịch Việt Nam sải bước, một mình tỏa sáng mà chẳng lo bị ai chiếm mất spotlight. Đẳng cấp này của Lý Nhã Kỳ tương đương với nhiều ngôi sao lớn, một trong số đó là Phạm Băng Băng. Lý Nhã Kỳ luôn được ưu ái, những khoảng không gian riêng để tạo dáng. Cánh nhiếp ảnh phải ra tận nơi để săn đón cô. Ai quyền lực đẳng cấp hơn ai, hẳn người xem đã có câu trả lời. Phạm Quỳnh Anh gây bất ngờ với màn cưa cẩm trai lạ táo bạo trên truyền hình. Phạm Quỳnh Anh đã lột xác hoàn toàn khiến Hương Giang phải thốt lên, không bình thường. Vừa qua tập 8 chương trình Quý Ông Đại Chiến lên sóng với nhiều tiết mục hấp dẫn thú vị. Tham gia chương trình tuần này ngoài Hương Giang, Ninh Dương, Lan Ngọc và Lâm Vĩ Dạ còn có sự xuất hiện của Phạm Quỳnh Anh. Lâm Vĩ Dạ bị Hương Giang tố mặc đồ chợ nhưng nói đồ hiệu. Mở đầu chương trình Lâm Vĩ Dạ bước ra đầy khác lạ so với những tập trước. Cô đeo kính đen, mặc đầm ngắn, khoác áo măng tô nữ vai đầy sang chảnh và phong cách khiến mọi người trầm trồ. Riêng Hương Giang lại thốt lên, tôi quá khổ rồi, số nào tôi cũng phải tư vấn concept thể hình theo những sự sáng tạo của chị Dạ. Chị ấy không ngừng sáng tạo thì tôi cũng không ngừng xấu hổ. Hương Giang nói xong, Lâm Vĩ Dạ tiết lộ, chúng tôi vừa đi cho Âu về, những lúc rảnh rỗi chúng tôi thường đi shopping một số chỗ. Như mọi người đã thấy mắt kính này tôi mua của hiệu Gucci. Còn cái áo này tôi mua ở Đại Lộ, Jam AC. Hương Giang nghe vậy liền khen, không, nhưng nhìn chị Dạ hôm nay sang lắm. Lúc chị bước vào, em thấy chị như một quý cô đang dạo bước tại một đại lộ ở châu Âu. Chiếc áo này rất đẹp luôn. Nói rồi Hương Giang cởi áo khoác của Lâm Vĩ Dạ ra để xem, thì thấy áo vẫn còn nguyên mác chưa kịp bóc. MC Thành Trung thấy vậy lập tức hỏi, ơ thế mua xong để trả lại à? Chưa dừng lại ở đó, Hương Giang còn nhìn vào mác áo rồi bóc mẻ Lâm Vĩ Dạ, mua áo này ở Kim Mã Hà Nội, nhưng lại nói là mua ở châu Âu. Mọi người lúc này cười ồ lên, còn Lâm Vĩ Dạ thì hài hước bào chữa, thì mua ở cửa hàng đồ châu Âu tại Hà Nội đó. Ninh Dương, Lan Ngọc đòi cởi áo chàng trai trên truyền hình. Cả năm chàng trai tham gia chương trình tuần này đều rất đẹp trai. Trong đó, chàng trai đầu tiên tên Ngọc Minh cho biết anh đã theo đuổi công việc huấn luyện viên thể hình được nhiều năm và hiện tại rất tự tin về body của mình. Nghe Ngọc Minh nói vậy, tất cả các cô gái đều muốn được thấy body của anh. Trong đó, nhiệt tình nhất là Ninh Dương, Lan Ngọc. Cô nói, để tôi lên cởi áo cho. Vào đây rồi là phải cởi hết. Nói rồi, Ninh Dương, Lan Ngọc mạnh mẽ bước lên phụ giúp Ngọc Minh cởi áo, để lộ cơ bụng sáu múi cuồn cuộn. Lâm Vĩ Dạ thấy vậy liền chạy lên giả vờ chéo hộ Ngọc Minh để nhìn múi rõ hơn. Phạm Quỳnh Anh gây bất ngờ với màn cưa cẩm trai lạ táo bạo trên truyền hình. Sau khi ly hôn, Phạm Quỳnh Anh tích cực tham gia các game show truyền hình. Nhưng chưa chương trình nào cô lại lầy lội và táo bạo như chương trình này. Cụ thể ở phần cuối chương trình có một thử thách dành cho các chàng trai là đóng tiểu phẩm tình huống không kịch bản với nhân vật của chương trình. Để thử bản lĩnh xử lý tình huống, trong đó Phạm Quỳnh Anh nhận nhiệm vụ đóng tiểu phẩm tình huống với Quốc Nam, chàng trai sáu múi điển trai nhất của chương trình. Tại đây cô vào vai một quý cô giàu có nhưng khác tình và muốn tán tỉnh anh thợ sửa điện nước Quốc Nam. Vừa bước vào, Phạm Quỳnh Anh đã gọi Quốc Nam là anh một cách ngọt ngào. Nóng quá trời ơi, trời nóng thế này chỉ muốn nhảy vào hồ bơi, mà hồ bơi thì hỏng. Anh Nam ơi, anh sửa hồ bơi nhà em thế nào rồi? Tiếp đến, Phạm Quỳnh Anh bắt đầu tán tỉnh Quốc Nam. Em không biết thế nào chứ nhà mấy chục tỷ, mà cứ một tháng anh lại hai lần đến sửa hồ bơi là sao? Nước cứ tràn ra ngoài ấy nhỉ, sửa cho chắc vào nhé, kiểu như điện nước nhìn được không? Biết Quốc Nam là huấn luyện viên gym, Phạm Quỳnh Anh tiếp tục nói, thế anh dạy gym cho em được không?
Sau phần tiểu phẩm tình huống này, Hương Giang vô cùng bất ngờ và phải thốt lên về Phạm Quỳnh Anh không bình thường. Bị Lý Nhã Kỳ đá đểu, Ngọc Trinh chính thức đớp lại sưng mày tao cực sốc. Status thâm thúy của Ngọc Trinh được cho là gửi đến Lý Nhã Kỳ. Chủ đề thảm đỏ Kenneth đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. Nhờ bộ đầm trần trụi của Ngọc Trinh, Lý Nhã Kỳ, nghệ sĩ Việt có nhiều kinh nghiệm, hiểu biết nhất về sự kiện tầm cỡ này, mới đây đã tiết lộ nhiều sự thật ngỡ ngàng đằng sau một màn xuất hiện tại Kenneth. Ví dụ như giá thành để có được cơ hội rảo bước tại thảm đỏ từng tầm cỡ khác nhau. Ngoài ra, dù không chỉ đích danh, nhưng Lý Nhã Kỳ cũng được cho là ám chỉ Ngọc Trinh làm lố, trở thành món ăn giải trí cho dư luận. Không ngồi im chịu trận, Ngọc Trinh đã ngay lập tức tiếp nói ông bầu của mình đáp trả đàn chị. Chân dài Venus mượn một câu tục ngữ để đớp lại Lý Nhã Kỳ, cho rằng cụ đại sứ du lịch cũng chẳng hơn gì mình. Status thâm thúy của Ngọc Trinh được cho là gửi đến Lý Nhã Kỳ. Chuột chù chê khỉ rằng hôi, khỉ mới trả lời cả họ mày thơm, cả nhà yêu ngủ ngon nè. Nữ hoàng nội y vẫn cực kỳ thản nhiên, miễn nhiễm với thị phi. Khắc tiệp, quyết chống trả lại thế giới để bảo vệ gà cưng của mình. Lê Hà ủng hộ sếp cũ và đàn chị. Khắc tiệp và Phường Channel sử dụng Facebook Quách Ngọc Ngoan nhiệt tình chửi thẳng Lý Nhã Kỳ. Đột ngột trở thành kẻ thù của nhau, nhưng trước đây Khắc tiệp từng có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với Lý Nhã Kỳ và còn coi cô như thần tượng trong giới.